Thưa quý vị, thưa các bạn, thời gian qua, Bộ Công Thương đã triển khai nhiều hoạt động xúc tiến thương mại nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất và hợp tác xã quảng bá, tìm kiếm thị trường. Thông qua việc tổ chức các hội chợ, triển lãm hoặc hỗ trợ tham gia các sự kiện này, không chỉ góp phần quảng bá hàng Việt ở trong và ngoài nước nói chung, từng địa phương nói riêng, mà còn giúp người tiêu dùng lựa chọn nhiều sản phẩm hàng hóa chất lượng cao. Qua hơn 32 năm đồng hành cùng doanh nghiệp, Việt Nam Expo đã trở thành một trong những hoạt động xúc tiến thương mại quan trọng có quy mô lớn nhất của ngành công thương. Hội chợ mang lại nhiều cơ hội thiết thực giúp doanh nghiệp Việt Nam tăng cường xuất khẩu, phát triển thị trường nội địa, nâng cao năng lực tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu, góp phần tích cực trong việc thực hiện cam kết của chính phủ về hội nhập kinh tế quốc tế. Việt Nam Expo đã trở thành một trong những hoạt động xúc tiến thương mại quan trọng có quy mô lớn của ngành công thương Việt Nam, mang lại nhiều giá trị kinh tế cũng như những cơ hội thiết thực giúp doanh nghiệp Việt Nam tăng cường xuất khẩu, phát triển thị trường nội địa, nâng cao năng lực tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu, góp phần tích cực trong việc thực hiện cam kết của chính phủ về hội nhập kinh tế quốc tế. Thông qua cái việc tham gia cái hội chợ triển lãm thì bên Bộ Công Thương cũng có chỉ đạo xúc tiến thương mại là phối hợp với cả các chuyên gia nước ngoài thực hiện các cái việc tư vấn thu hút đầu tư trực tiếp tại các địa phương cũng như là tư vấn thông qua hình thức trực tuyến. Thì kết hợp cả hai cái hình thức đấy thì là có thể phần nào giúp đỡ cho các địa phương cũng như là các khu công nghiệp, khu kinh tế thu hút một cách hiệu quả nguồn đầu tư nước ngoài. Trong xu thế hội nhập kinh tế toàn cầu, sự cạnh tranh diễn ra ngày một gay gắt. Các doanh nghiệp cần không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, cải tiến đổi mới công nghệ. Ngoài ra, xây dựng và quảng bá thương hiệu là điều rất cần thiết. Vì vậy, hội chợ triển lãm luôn là một cách hữu hiệu để quảng bá hình ảnh cũng như trao đổi thương mại nói chung. Hơn nữa, nó còn đóng vai trò nòng cốt trong việc giúp phát triển doanh nghiệp gặp gỡ và học hỏi những điểm ưu việt của các tên tuổi lớn trong ngành. Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất trầm hương, thị trường chính là trong nước. Tham dự hội chợ lần này, doanh nghiệp mong muốn tìm kiếm được các bạn hàng mới đến từ các nước để chuẩn bị cho hoạt động đẩy mạnh xuất khẩu trong thời gian tới. Chúng tôi đã có những cái nguồn hàng trầm hương nội địa, sản lượng hiện tại đảm bảo chúng tôi trong cái việc sản xuất kinh doanh cho thị trường nội địa. Tuy nhiên về lâu về dài, trong những mục tiêu chung và dài hạn, chúng tôi cũng có những cái mong muốn được xuất khẩu các cái sản phẩm trầm hương, các chế phẩm trầm hương đi các quốc gia trên thế giới. Chúng tôi cũng mong muốn là qua sự kiện Việt Nam Expo 2023 để được quảng bá cái sản phẩm trầm hương đến các bạn bè thế giới. Các kỳ hội chợ thương mại được tổ chức đã kích cầu tiêu dùng nội địa, tăng tổng mức bán lẻ hàng hóa dịch vụ, bình ổn thị trường, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao nhận thức, lòng tin của người tiêu dùng về chất lượng, thương hiệu sản phẩm Việt. Là địa phương thường xuyên tham gia vào các kỳ hội chợ thương mại, tỉnh Yên Bái đã mang đến hội chợ này hơn 40 chủng loại các sản phẩm công, nông, lâm nghiệp như các sản phẩm được chế biến từ gỗ rừng trồng, quế các loại, khoáng sản, sứ, tấm nhựa, mật ong, vân vân, do các doanh nghiệp, hợp tác xã tiêu biểu sản xuất nhằm quảng bá, giới thiệu rộng rãi đến người tiêu dùng trong nước và ngoài nước những sản phẩm tiêu biểu được chứng nhận về chất lượng, mẫu mã, thương hiệu của tỉnh. Chúng tôi đến đây giới thiệu những sản phẩm là có thể là tiếp cận với khách hàng trong nước cũng như quốc tế. Việc tham gia hội chợ này thì thực sự là rất là có hiệu quả đối với các doanh nghiệp khi mà người tiêu dùng hoặc là các cái khách hàng người ta có thể nhìn thấy, sờ thấy và tận mắt chứng kiến được cái sản phẩm, xem các cái sản phẩm và trao đổi trực tiếp với các doanh nghiệp về quy trình sản xuất cũng như là về chất lượng, về các cái sản lượng của sản phẩm này có thể xuất khẩu được hay không được. Thế đây cho rằng đây là một cái mà mang lại hiệu quả rất tốt cho cộng đồng doanh nghiệp của tỉnh Yên Bái nói riêng và của cả nước nói chung. Nhằm tuyên truyền quảng bá giới thiệu các sản phẩm tại hội chợ thương mại Việt Nam Expo 2023, các gian hàng tỉnh Lào Cai được trang trí và sắp xếp hợp lý với các sản phẩm đa dạng đặc trưng tiêu biểu như nấm hương Sapa, tương ớt Mường Khương, gạo xéng cù, nước tắm dao đỏ, cá hồi. Việc tham gia hội chợ đã giúp các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất của tỉnh nắm bắt nhu cầu của người tiêu dùng, tìm kiếm thị trường, mở rộng mạng lưới tiêu thụ sản phẩm và hợp tác phát triển sản xuất kinh doanh. Qua cái hội chợ này thì chúng tôi rất kỳ vọng và cũng như các năm là cái sản phẩm đặc hữu của Lào Cai được giới thiệu đến đông đảo du khách cũng như người tiêu dùng trong nước và quốc tế, bởi vì đây là một cái hội chợ mà tập trung rất là đông các cái người tiêu dùng ở trong nước cũng như là các doanh nghiệp ở trong nước
cũng như là các cái tổ chức quốc tế doanh nghiệp ở nước ngoài đến tham dự. Có khá là nhiều các doanh nghiệp trên dưới khoảng tầm gần 20 doanh nghiệp các hợp tác xã của tỉnh mang về đây, mang rất là nhiều những cái đặc sản đặc thù của tỉnh Lào Cai về để giới thiệu cho bà con thủ đô. Qua những cái hỗ trợ như thế này thì chúng tôi cũng mong muốn là sẽ kết nối được nhiều cái doanh nghiệp hoặc là các cái thủ hàng thực phẩm sạch để quảng bá được nhiều hơn những cái sản phẩm đặc sản đặc trưng của tỉnh của mình đến với người tiêu dùng của thủ đô nói chung và bạn bè quốc tế nói riêng. Có thể thấy rằng doanh nghiệp luôn mong muốn phát triển sản xuất, mở rộng thị trường kinh doanh. Vì vậy, thông qua hội chợ triển lãm thương mại, họ có cơ hội tìm kiếm nhà cung cấp nguyên liệu đầu vào, cơ hội thu hút thêm những khách hàng và bạn hàng mới, mở rộng hệ thống đại lý, tiếp cận các nhà phân phối. Nhiều doanh nghiệp tại hội chợ triển lãm, đặc biệt là các doanh nghiệp nước ngoài, đã tạo nên cơ hội giao lưu, tiếp cận và tạo lập các mối quan hệ kinh tế, hình thành chuỗi liên kết giá trị toàn cầu. Việc tham gia hội chợ giúp doanh nghiệp quảng bá thương hiệu, giới thiệu trực tiếp sản phẩm đến khách hàng, tìm kiếm cơ hội kinh doanh gặp gỡ và học hỏi những ưu điểm của doanh nghiệp khác. Các hội chợ thương mại lớn, uy tín được tổ chức thường xuyên trong thời gian gần đây là một minh chứng rõ nét về những lợi ích mà một trong những hình thức xúc tiến thương mại này mang lại.